Hello, anh em. Tuyệt vời. Anh em đợi lâu không? Công nhận. Lúc sáng hôm qua tôi với một ông nữa chơi ghép trận 4-5 phút chưa xong. Lúc ấy là 5 giờ sáng. Thế là vào chơi cả map sự kiện các kiểu, tìm mãi tìm mãi. Ai sợ ấy, mẹ buốt mẹ, mẹ biết mẹ buồn đấy. Chơi được à? Chơi được tối nay, tôi chơi được buổi tối hôm nay, tối mai. Thứ bảy chủ nhật đi về quê ăn cưới. Tôi ở Nam Định. Nam Định 18. Ông Bắc Ninh 99 này. Không nhớ nữa. Này. Mà cuối năm mấy cái đám cưới nhỉ, tuần trước đám, tuần này đám. Mẹ thằng bạn này, thằng bạn tôi vào tôi thả tin cái ảnh cưới nó hắt mịt, mẹ thấy là nó vào nó nhắn tin nó mời luôn đúng không ạ, vãi chưởng.
Biết thế bố đi thả tim nữa sao? Buồn đến vậy. Ta thế nó còn mời 2 ngày nữa chứ. Không đi ăn thôi. Ở chỗ tôi bây giờ họ ấy, họ kiểu thuê người làm hết rồi. Với đặt này, đặt đồ ấy. Đúng rồi. Đúng rồi đấy. Ngày xưa làng xóm đến giúp nhau mà vui. Xong rồi đến tối, đến tối mấy ông hay ngồi đánh phỏ các thứ với nhau. Điên cỗ bây giờ còn kiểu, điên cỗ bây giờ còn kiểu chuyển khoản nữa chứ. Quê ông nào cũng kiểu như cũ lấy phần không đẹp ạ. Quê tôi bây giờ vẫn vẫn giữ cái nguyên nguyên chúng tôi cũng vậy chứ. Bây giờ bảo mẹ bây giờ cấm ấy, cấm niên cũ không được lấy phần ấy. Văn hóa luôn đi, thì cô thì đồ thừa để ai ăn, nhà mình ăn hết đâu, tốt nhất là để các cụ lấy phần đi về, thà mất mẹ nó khoảng 4 5 triệu đi đúng không. Ở chỗ tôi đợt trước có ông cưới con, thế là xã nó cấm không cho lấy phần này. Thế là 3 4 hôm sau kiểu cỗ đồ cỗ nhiều ấy, nó đưa mẹ ra cổng ủy ban nó vứt. Bỏ luôn ra cổng ủy ban mà. Ngày xưa vui mà. Đám cưới thanh niên xóm đến nhảy nhảy nhót các kiểu vui vãi chưởng, nằm nằm cổng cái thứ cho. Ai tôi có cốt 6 này. Ông nào vừa ông nào vừa ăn gì mà đất đây. Nước cụt đấy, ăn 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 kiểu kiểu bị nghẹn thôi nước ấy. Đâu nãy tôi nghe thấy tiếng mà.
Ông nào lấy cốt ba không? Có 20 xu rồi. Thế thì được rồi. Ui thế thì thừa, đi 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 đi. Ông mua đi. Đây 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 đây. Rồi, đủ rồi.
Đâu. Đạn vàng này ông ơi. Đạn vàng này. Đây đây. Lắc lắc nha. Kìa. Vào nhà. Đây tôi xuống đây. Phí ghê. Hai tin nữa, ba tin luôn ạ. Bỏ vào nhà đi, bỏ vào trong hết đi. Nó bắn nhạy. Kìa, nó công rồi kìa ông ơi, biết ngay mà hẹo luôn. Mình ở đây thủ đây kệ nó. Coi chừng tim đằng sau nó công rồi nhá.
Đây ông ơi, cho ba cái luôn. Nước ấy. Cầm đi, cầm đi, cầm đi. Nó công chỗ mình ấy. Còn một tim ở đây này. Chỗ cửa hàng ấy. Trên trong nhà có người không? Cẩn thận đằng sau mình nhá. Bọn nó mua đồ đây mà. Tôi còn là 132 viên hai khẩu. Kìa, người chạy kìa. Có thằng chạy kia kìa. Còn đúng cái nịt.
Trận này tìm trận lâu vậy?
Tìm trận lâu vãi. Má ơi tìm trận lâu. Ba mẹ đây này. Đây này. Ừ. Tình mặn nồng yêu đậm sâu. Hãy
Có xe ở dưới này. Nút đồ gì nữa? Xe. Hai xe rồi. Đi 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 đi. Xe 4 này. Đua không đua đi Hà Nội vừa xe hết vệ xăng luôn. Hà Nội vừa có một báo thủ hạ cánh rồi. Bao xin cốc 8 này, bán đâu. Bao xin này. Này. Nó sang ba kho nhá, nó sang ba kho.
Máu này, máu này ông ơi. Ai, cúc tán này, cúc tán này. Đây. Đấy. Đoạn. Một nguyên tim đến kìa. Cố gắng chết cụ đi. Và điều hồn lại hết thuốc lá, chán quá.
không khí tân hôn linh đình. Vì đã chẳng có thể quên em. Không, mình lấy xe ở đây, xong rồi mình mình đi ra chỗ này luôn không ạ? Đây này, đây này, chỗ này luôn, đi ra chỗ này, hợp lý. Là lô vô đi. Có hai thằng đi trước kìa. Có hai thằng nó nhảy xuống trước rồi đấy. Nhảy xuống đấm đi. Nó có súng chưa? Số 4 nhá, cẩn thận đâu ơi. Số 4 chạy đi.
xong luôn. Nhảy đi. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Kìa số 2, bắn nó đi. Bơi sang đi. Trên đây, trên đây, trên đây. Trên, 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 trên. Ông số 2 nhảy một phát. Máy tôi giật điên cuồng luôn. Tha hồ lên mà nút. Ai sợ có mod. Tôi vẫn xem mà, nay tôi ra tôi làm việc của tôi mà. Nếu mà thoát ra thì nó phải báo cái không kết nối mà, yên tâm. Tôi chơi từ giờ đến sáng. À không.
chào anh em, kết thúc video tại đây.